Trong thời gian qua, hẳn quý vị và các bạn đã từng nghe tới tên quả dâu tây bạch tuyết. Được biết dâu tây bạch tuyết khi chín thì có màu trắng, căng mọng, ăn ngọt thơm, có vị dứa. Loại dâu tây này nổi tiếng không chỉ vì hương vị ngon lành của nó mà còn bởi giá thành cắt cổ của loại quả này nữa. Loại dâu bạch tuyết là giống dâu có nguồn gốc từ Nam Mỹ, từng gần như tuyệt chủng trên thế giới. Tới năm 2010, loại dâu này được người dân Hà Lan và Bỉ hồi sinh thành giống dâu thương mại và người Nhật Bản nhập về trồng mấy năm gần đây ở Karasu. Giá của nửa kg dâu bạch tuyết là khoảng 40 đô la Mỹ. Trên thị trường có rất nhiều loại dâu tây màu trắng, nhưng dâu tây bạch tuyết thực thụ có màu trắng khác thường và khá to. Đó là loại dâu độc nhất vô nhị. Được biết cho tới nay, Ieyasu Shito là người duy nhất trên thế giới trồng thành công loại dâu tây này. Theo chia sẻ của ông, giá thành của loại dâu tây này đắt là bởi quy trình trồng loại quả này vô cùng khó khăn và rủi ro lớn. Đó cũng là lý do khiến Ieyasu Shito không thể trồng đại trà loại dâu tây bạch tuyết.